Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Mến chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là những chuyên đề về sức khỏe nam khoa, sinh lý nam giới. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đồng hành với chương trình để tìm hiểu về chủ đề đó là biến chứng của thận yếu trở nên coi thường. Và đồng hành cùng với quý vị khán giả xin được trân trọng giới thiệu đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, trước tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả cũng như là công nghĩa bệnh thận yếu là gì và những cái triệu chứng điển hình và cơ bản nhất của bệnh thận yếu. Bệnh thận yếu là nói đến sự suy giảm chức năng của thận, hay nói khác là cái thận suy. Bệnh thận yếu thì không những ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể mà còn ảnh hưởng đến một số tình trạng sinh lý khác như là yếu sinh lý, rối loạn cương dương và suy giảm chức năng tình dục. Cái bệnh thận yếu này thì cái chức năng thận nó suy giảm dần dần. Vì vậy là rất khó phát hiện, mà nhiều khi là bệnh nhân tình cờ phát hiện thì nó đã ở giai đoạn cuối và ở mức độ rất là trầm trọng. Vâng, thưa bác sĩ, với những chia sẻ vừa rồi thì cũng nghĩ thấy rằng là có những cái triệu chứng của thận yếu, đúng không ạ? Nó cũng là những cái triệu chứng của rất là nhiều căn bệnh khác. Vậy thì nhiều quý vị khán giả thắc mắc rằng là vậy thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được rằng là đâu là triệu chứng của thận yếu và đâu là triệu chứng của những căn bệnh khác liên quan đến thận và tiết niệu? Đặc biệt là nếu để lâu thì có thể gây ra những biến chứng như thế nào, thưa bác sĩ? Cái bệnh thận yếu này thì cũng có khá là nhiều triệu chứng, nhưng mà tôi xin chia sẻ một số cái triệu chứng sớm. Thứ nhất như là triệu chứng hay bị lạnh chân tay, lạnh lòng bàn chân bàn tay, dù là cái thời tiết nóng nực nhưng mà chúng ta cũng tự nhiên cảm thấy là bàn tay hay bàn chân nó bị lạnh. Và kèm theo cái triệu chứng này thì thường hay là bệnh nhân có thêm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tinh thần uể oải, rất là mệt mỏi và khó chịu. Thứ hai nữa là đi tiểu đêm. Ta biết rằng là chức năng chính của thận là lọc nước tiểu, mà khi thận suy, chức năng suy giảm thì có sẽ ảnh hưởng và gây nên là đi tiểu nhiều hơn bình thường. Có thể là lượng nước tiểu nó gấp đôi hoặc là gấp 1/4 so với bình thường, đặc biệt là hay bị đi tiểu đêm. Cái triệu chứng đi tiểu đêm này rất là khó chịu. Nhiều khi bệnh nhân đi tiểu rồi nhưng mà sau đó lại cảm thấy chưa thoải mái, cảm thấy như là vẫn còn buồn tiểu, vẫn còn tiểu chưa hết, nhưng mà thực ra là đã tiểu hết. Triệu chứng này rất là đặc biệt. Tiếp theo là các vấn đề về sinh lý tình dục. Bệnh nhân cảm thấy là cái dương vật nó kém cương cứng, hoặc là cái thời gian cương cứng nó bị ngắn đi, rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm hoặc là có suy giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra thì còn có một triệu chứng khác như là tóc khô sơ, dễ gãy rụng, rồi mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Các triệu chứng này nếu mà mình không điều trị để nó kéo dài thì có thể dẫn đến cái biểu hiện nặng hơn là cái giảm cái chất lượng tinh trùng và dễ dẫn đến cái căn bệnh vô sinh hiếm muộn của nam giới. Công nghĩa thì biết rằng là trong y học cổ truyền có quan niệm rằng là thận là cơ quan chủ quyết định về sinh lý cũng như là về tình dục ở nam giới, đúng không ạ? Vậy thì khi thận yếu sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình dục như thế nào đây, thưa bác sĩ Tô Hiệu? Theo quan điểm của Đông y thì là thận chủ tinh cốt, thận quyết định cái quá trình phát dục của cơ thể. Và Đông y thì người ta chia thành hai phần, đó là thận âm và thận dương. Thận âm hư thì biểu hiện cái triệu chứng đó là gây nên di tinh, ù tai, răng lung lay, đau lưng và mỏi gối, và có thể là liệt dương nữa. Còn cái thận dương hư thì có biểu hiện là di tinh, hoạt tinh, lưng gối có thể là cũng mỏi, nhức mỏi, đi tiểu nhiều và liệt dương.
Vâng, thưa bác sĩ, cũng nghĩ thấy rằng là có lẽ là bác sĩ cũng để ý trong đời sống hiện đại ngày nay thì các đấng mày râu của chúng ta phải tiếp xúc cũng như là sử dụng khá là nhiều những cái thực phẩm mà nó không tốt cho sức khỏe, cũng như là có những cái thói quen không tốt cho sức khỏe, trong đó thì ảnh hưởng trực tiếp tới thận. Vậy thì đó là những cái thực phẩm nào, những cái lối sống sinh hoạt nào có thể gây hại cho thận và xảy ra tình trạng thận yếu? Bác sĩ có thể chia sẻ cũng như là khuyến cáo đến với quý vị khán giả, đặc biệt là những đấng mày râu. Ở ngoài những cái nguyên nhân khách quan như là tuổi tác, những cái bệnh lý về thận tiết niệu và những cái bệnh lý khác gây ảnh hưởng đến chức năng thận, thì những cái thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày thì đều có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của thận. Ví dụ như là thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia chất có cồn thì có thể làm thay đổi cái thành phần cho nước tiểu và gây ảnh hưởng đến chức năng thận. Ngoài ra thì rượu còn có thể làm giảm trực tiếp cái việc sản xuất testosterone. Vì vậy là có thể ảnh hưởng đến chức năng thận cũng như chức năng sinh lý. Ngoài ra nữa là cái thói quen lạm dụng thuốc, kể cả thuốc Tây y cũng như là Đông y thì có thể gây nên cái tổn thương chức năng thận, đặc biệt là cái lạm dụng thuốc Đông y không rõ nguồn gốc. Nhiều trường hợp là bệnh nhân từ bình thường chỉ một triệu chứng nhỏ nhỏ, sau khi uống các thuốc không rõ nguồn gốc thì đã bị suy thận và vào điều trị rất là trong trường hợp rất là nặng. Ngoài ra những nguyên nhân khác như là uống không đủ nước này, ăn mặn, rồi thức khuya, lười vận động thì cũng có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến thận. Phần cuối chương trình ngày hôm nay thì ông Điện muốn được truyền tải một câu hỏi từ một vị khán giả xin được giấu tên và có gửi thư về với chương trình với địa chỉ hòm thư tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Vị khán giả này có hỏi bác sĩ Tô Hiệu như sau. Thưa bác sĩ, là chồng tôi dạo này ít quan tâm đến chuyện ấy và ngay cả khi vợ gợi ý, anh cũng không mảy may đòi hỏi gì. Mới đầu thì tôi nghĩ do áp lực công việc, thế nhưng qua theo dõi thì tôi thấy anh hay đi tiểu nhiều, hay kêu đau lưng và cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn hỏi liệu có phải chồng tôi đang mắc bệnh thận hay không? Gần đây thì tôi có xem báo đài là thấy có sản phẩm bổ thận nam Viking Men. Vậy thì tôi hỏi bác sĩ là chồng tôi có thể sử dụng sản phẩm này được không? Và sản phẩm này thì có an toàn hay không thưa bác sĩ? Vâng, xin được mời bác sĩ Tô Hiệu có thể chia sẻ cùng với vị khán giả. Qua chia sẻ của trường hợp của khán giả thì chồng của bạn có những biểu hiện của bệnh thận yếu. Đông y là phương pháp điều trị bệnh thận yếu rất tốt vì phương pháp này mang lại cái hiệu quả từ sâu bên trong và đặc biệt là chúng ta hoàn toàn yên tâm với cái tính an toàn, lành tính và dễ sử dụng. Sản phẩm bổ thận nam Viking Men thì là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, có các vị thuốc đông y rất là quý, có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe của nam giới. Vì vậy mà có thể sử dụng trong đối tượng suy giảm ham muốn tình dục, những đối tượng mà suy giảm chức năng can thận, đau lưng, mỏi gối và đi tiểu đêm, đi tiểu nhiều lần, và những đối tượng mà rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vì vậy mà theo tôi thì cái trường hợp của chồng bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này để hỗ trợ điều trị bệnh của mình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400 102, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.